À, tin hẳn là khi mà mong muốn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực thì ai cũng muốn là mình sẽ sở hữu một ca phẫu thuật thành công, vòng một thật là đầy đặn quyến rũ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nó không được như mong muốn hoặc là cần phải thực hiện lại khi mà không thành công thì mình có cái cách nào hoặc là có những cái khuyến cáo nào từ bác sĩ không ạ? Thật sự là tất cả nó đều không phải là giống như là hoa hồng ha. Thì lúc nào nó cũng trên cái đường đi nó cũng sẽ có những cái mình sẽ gặp những cái nó bất trắc chút xíu, chẳng hạn như là về đặt túi ngực mà có thể là nó sẽ lệch túi chẳng hạn, hoặc là bị bâu sơ, hoặc là thậm chí là vỡ túi. Thì khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa là bạn cũng nên tái khám định kỳ, chẳng hạn như khi mà đặt một cái túi ngực vào á, thì bạn cũng nên tái khám 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Thì ba cái tái khám đó vẫn là cái mà nó quyết định là thí dụ có bất cứ vấn đề gì thì bác sĩ sẽ xử lý sớm. Thì sau này thì nó sẽ nếu mà có vấn đề gì nó sẽ không có gây cái hậu quả nghiêm trọng cho mình. Thì nếu mà dạng chẳng hạn như để xảy ra những cái biến chứng không mong muốn, chẳng hạn như di lệch, thì mình bắt buộc mình phải chỉnh lại, hoặc là cái đó là nhẹ nhất là mình phải chỉnh lại. Cái thứ hai nữa là có thể là gây ra một cái tình trạng mà bạn thường gặp, thường nghe nói tới, đó là cái tình trạng co bao sơ. Đó là một cái tình trạng mà cái ngực mình phản ứng với cái bao túi ngực, nó gây một cái tình trạng co thắt mà cái ngực nó sẽ không mềm nữa. Không mềm thì nó lại nằm ở trong cái tiêu chí đánh giá cái ngực đẹp. Cái ngực đẹp nó phải có một cái hình dáng nó phù hợp, dáng nó đẹp và bắt buộc nó phải mềm. Đó thì nó gây cái tình trạng co bao sơ, thì mình bắt buộc mình phải phẫu thuật, mình tách ra bao sơ và mình thay một cái túi mới chẳng hạn. Và cuối cùng là cái tình trạng vỡ túi thì nó rất hiếm. Bạn nghe như vậy nhưng mà thực sự là cái tỷ lệ vỡ túi cực kỳ hiếm. Cho nên vẫn khuyến cáo bạn siêu âm định kỳ. Siêu âm định kỳ thì khi mà bạn có bất cứ cái gì mà nó mình cảm thấy nó bất thường cơ thể, mình đi siêu âm xong rồi mình báo với lại cái bác sĩ chuyên khoa của mình, thì họ sẽ khám và họ xác định vấn đề nó là cái gì và mình xử lý sớm. Và tất cả đều phải được xử lý bởi bác sĩ chuyên khoa và ở bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ.